Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì bếp mẹ Tôm sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh mì bí đỏ không cần dùng đến lò nướng. Và ở đây nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị đó chính là 260g bí đỏ chúng ta đã cắt vỏ và bỏ hạt rồi nhé, 3 quả trứng, 400g bột mì. Ở đây chúng ta sử dụng một ít trái Việt quất này, các bạn có thể thay bằng trái nho hoặc là các bạn không cần dùng đến. Ở đây mình có cho vào đây một chút muối, mình sử dụng là 4g men. Thì men ở đây mình sử dụng đấy chính là cái men hiệu ông già ấy, là cái men instant ấy. Thì cái men này chúng ta không cần phải kích hoạt nhé. Ở đây mình sử dụng đấy chính là 40g đường và 20g dầu ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi thái bí đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xay bí đỏ. Thì ở đây trong công thức này mình sử dụng là 3 quả trứng. Nếu như các bạn quả trứng của chúng ta to ấy, thì các bạn có thể sử dụng 2 quả. Còn nếu mà quả trứng nhỏ thì các bạn sử dụng 3 quả nhé. Mình cho nguyên liệu vào trong máy. Vì ở đây mình sử dụng cái máy xay công suất lớn ý, nên là mình sẽ chỉ cần xay một lần thôi là nguyên liệu cũng nhuyễn rồi. Mình sẽ đập trứng vào đây. Mình sẽ xay với chế độ là vệ sinh máy nhé. Về cái phần nguyên liệu bí ấy, thì nó là nguyên liệu chính của cái món này nên các bạn phải xay rất là nhuyễn. Nếu như các bạn không có máy xay công suất cao như của mình ấy, thì các bạn phải xay nhiều lần. Còn như mình thì mình chỉ cần xay 2 phút với cái chức năng vệ sinh máy thôi ấy, thì nó rất là nhuyễn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho lần lượt từng cái nguyên liệu vào một này. Đầu tiên mình sẽ cho đường. Tiếp đó mình sẽ cho men này. Sau đó mình sẽ cho vào đây một nhúm muối. Thì muối này chỉ giúp cho cái món của chúng ta thêm đậm hơn thôi, chứ cũng không có nhiều cái tác dụng cho cái món ăn này nhé. Tiếp đó mình sẽ cho dầu ăn. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây là 400g bột nhé. Sau đó chúng ta đảo đều lên. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhồi bột. Thì các bạn nhồi bột ở ngoài mặt phẳng ấy, thì các bạn vệ sinh sạch cái phần mặt phẳng đó để giúp cho cái hỗn hợp bột của chúng ta được sạch nhất nhé. Mình đã nhào bột từ rất là ướt ý, bây giờ nó đã khô lại và thành khối thống nhất như này. Thì trong quá trình nhào, nếu mà các bạn thấy rằng là cái hỗn hợp bột của mình ướt thì các bạn có thể rải một lớp bột áo và rắc thêm bột. Và mình sử dụng cái kỹ thuật nhồi bột bằng cái khuỷu tay này này, các bạn ấn bằng lực và mình nhồi cho đến khi nào nó thành một khối thống nhất và mịn, thì lúc đấy cái hỗn hợp bột của chúng ta mới được nhé. Bạn nhớ là ấn, dùng lực để ấn nhé, thì cái bột nó mới sinh ra gluten để tạo màng nhé. Như vậy là sau một thời gian mình đã nhồi bột thành một cái khối thống nhất và chúng ta cho tay vào thì bột nó không còn dính vào tay nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ đi ủ bột nhé. Thì các bạn lau một lớp dầu mỏng lên trên để khi mà ủ thì cái bột của chúng ta nó sẽ nở đều hơn nhé. Chúng ta sẽ bọc một lớp màng lên bên trên để bột của chúng ta không bị khô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ bột ủ trong thời gian khoảng 1 tiếng nhé, cho bột nở gấp đôi. Như vậy là sau 1 tiếng ủ bột thì bột của chúng ta đã nở gấp đôi rồi. Và cái bột này nếu mà thời tiết lạnh như ở Hà Nội hay là các tỉnh miền Bắc ấy, thì các bạn phải ủ ở nơi mà có cái nhiệt độ nó trên 27-28 độ. Và nó mình sẽ thời gian ủ thì mình sẽ mất thời gian nhiều hơn nhé. Bây giờ khi mà các bạn chọc vào bột này, đó, bột nó có độ đàn hồi trở lại nhé.
Bây giờ mình sẽ lấy ra. Lúc này mình chỉ nhồi sơ qua một chút nữa thôi nhé. Mình sẽ cho số hạt việt quất này vào và mình sẽ nhồi. Sau khi mình đã lăn bột thành một khối dài thì mình sẽ tiến hành cắt bột thành những miếng đều nhau nhé. Ở đây mình cắt bột thành 8 phần. Sau đó mình sẽ đi vê những cái miếng bột này thành những cái miếng trơ. Sau khi chúng ta đã lặn thành các cái viên bột đều nhau rồi thì chúng ta rắc một lớp bột áo lên cho bánh nó được đẹp hơn nhé. Các bạn có thể sử dụng một cái lớp khuôn chống dính, hoặc là ở đây mình có thể tráng một lớp dầu lên trên, hoặc các bạn có thể rắc lớp bột khô lên trên nhé. Sau khi mình rắc xong thì mình sẽ đặt những cái miếng của mình vào trong khuôn. Các bạn đặt những cái miếng bánh nó xa nhau ra để lát nữa khi mà bánh nó nở ấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ủ cái bột này trong thời gian khoảng 30 phút nữa nhé. Như vậy là sau một thời gian ủ bột thì các bạn thấy rằng là khối bột của chúng ta đã nở ra rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm bánh mà không cần dùng đến lò nướng nhé. Ở đây mình đã sử dụng một chiếc nồi hấp. Và cái nồi hấp này mình sẽ để nhiệt độ cao nhất để cho nó bốc hơi mạnh lên, và nó sẽ giúp cho bánh của chúng ta nở và đẹp hơn và ngon hơn nhé. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Mình đã cho xuống cái thố bên dưới khá là nhiều nước và mình sẽ vặn nhiệt độ lên cái mức cao nhất. Ở đây mình dùng bếp từ nên là mình sẽ dùng cái mức P9. Và mình sẽ đun như thế trong thời gian khoảng 20 phút đến 30 phút nhé. Sau khi chúng ta hấp ở nhiệt độ cao nhất thời gian 45 phút ấy, thì chúng ta sẽ hạ lửa thấp nhất trong thời gian 5 phút. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món bánh mì bí đỏ. Sau khi chúng ta lấy ra khỏi nồi hấp ấy, thì chúng ta sẽ nhấc lên và chúng ta vỗ nhẹ vào mặt bàn này để cho cái bánh của chúng ta nó rời ra khỏi những cái khung này và không bị sát vào cái khuôn của chúng ta ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lật cái bánh này ra để xem là cái độ nở và cũng như là độ ngon của cái bánh này như thế nào nhá. Wow, bánh của chúng ta rất là ngon luôn. Bánh lúc này rất là thơm và mình sẽ cùng xem là cái độ đàn hồi của bánh như thế nào nhá. Đó, bánh rất là đàn hồi, rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong nó sẽ ngon như thế nào nhé. Wow, bánh rất là thơm, rất là hấp dẫn. Thớ rất là dai này, bánh rất là xốp, ngon nhé. Miếng bánh này thì các bạn có thể ăn cùng với cả một uống một ly sữa kèm cũng rất là ngon. Bánh này bạn có thể làm cho các bé nhỏ hoặc là gia đình mình ăn vào bữa sáng hoặc là bữa xế chiều đi làm về. Rất là hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có được những cái món ăn ngon vào ngày cuối tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.